Hello, cả nhà đã trở lại với Thủy Familiar Gòn USD. Cả nhà ơi, đây là những cái bánh quy nè cả nhà. Những cái bánh để làm ghép lại thành vậy nè cả nhà. Thường thì ở bên Mỹ này là những ngày lễ, gần ngày lễ Noel thì hay làm. Gia đình Thủy thì hơi trễ nha cả nhà. Nhưng mà không sao, cái này làm cho mấy đứa nhỏ nó vui thôi. Chứ bánh này nó cũng không có ngon đâu nha cả nhà. Cái này thường hồi năm rồi cả nhà Thủy cũng có làm. Phải làm xong rồi ăn mấy miếng rồi cũng bỏ hết. Không có ngon, nhưng mà mua về làm để chơi cho vui cho mấy đứa nhỏ có không khí ngày lễ cả nhà. Này, không biết mấy chị ghép cái nhà có đẹp được giống vậy không, để cho mấy chị quậy nha cả nhà. Đây, rất là đang chuẩn bị cho vui lắm kìa. Rồi đây nữa thì có một cái này ha, và một cái xe đó. Rồi đây một cái này nữa cả nhà, ba hộp. Một hộp này thì mua thì thì cũng không nhớ nhiều nữa, hình như how much we pay when that ready là $8 exchange something mày. Cái một cái bánh này thì mua một cái hộp bánh này là khoảng $8 mấy á cả nhà, $8 mấy, cho nên là cũng là chắc một trăm mấy cả nhà. 160 gì đó, nó cười cũng biết $8 mấy nha cả nhà. Này, nhìn đẹp quá cả nhà ha. Đúng là người ta làm, người ta chụp hình nhìn đẹp ghê luôn. Mấy đứa con hãy làm lên để coi sao. Ok, mấy đứa ơi, qua làm đi nè. Để thi cho mấy chị em nó quậy chút nha cả nhà. Lấy lì ơi, lấy lì, con làm với đá đi nha. Nè, con làm nào. Con làm nào. Con muốn làm này hả? Cái xe hả? Ok nè, làm xe đây. Làm xe đây đó, làm. Đỡ đá đi là giúp con kìa. Rồi giúp kêu anh kia đi con. Đây con làm không? Không làm hả? Không làm thôi. Rồi để cho ba em chơi đi, ba đứa chơi đi. Giúp kia người chúng tôi cực kìa. Ok, nè, làm đi con, mở ra, open. No, I want mommy to open it. Open it. Để chị giúp con đi, mẹ open đang làm. Open it. À, mở ra đây, mở ra. Mở ra, mở ra. Mở ra đi con. À, để chị với Kim giúp con đi lấy lì. Mở ra mày coi coi trong đó có sao nè. Trời ơi, mấy con két nhà thì nó kêu quá cả. Mấy con két nhà thì nó kêu. Nha, đó, ở trong. Nó trồng lên lại. Wow, nhiều quá con. Wow, thank you. I don't know what this is. Smells good though. Smells like gingerbread. Wow. Rồi, thôi làm đi nè. Thấy không? Mẹ nói thích làm, mẹ mua cho cái không á. À, dưới kia mẹ làm chung với lấy lì đi con. Đây. Hả? Đây nè, ở trong mở ra có gì nè cả nhà, thịt kẹo nè, giấy hướng dẫn làm nè, mấy cái kem nè cả nhà, đó, cái cây này, đó, còn cái này á là bánh để ghép nè cả nhà. Trời ơi, chị này chịu quậy lắm luôn, đó, Ashton đang làm. Trời, có miệng con rồi, con ăn hết rồi, hồi sao làm dán được cái này. Hả? Rồi để chị giúp con đi. Ashton, cố gắng lên. Đây cả nhà làm xong, cả nhà mấy chị em đi ngủ hết rồi, nãy bận rộn quá thì không có quay. Giờ quay cho nhà đẹp cả nhà. Những căn nhà này thường thì ở bên Mỹ này thì con nít á cả nhà, mùa lễ tới em thì hay mua bánh quy này, bánh này về làm cắt nhà ở nhà này. Cắt nhà này của chị Yuki, cho anh chị Yuki cắt hơi đẹp rồi, mua Alison nghe nha xem. Còn đây là chiếc xe của Lê Lì, chiếc xe lũi của Lê Lì. Thủy không có giúp á cả nhà, thì cứ để cho con thì nó tự động nó làm, nó có ID của nó làm vậy đó, nhưng mà rất là vui. Thủy xin cảm ơn tất cả mọi người đã ghé vào channel của Thủy. Hôm nay thì có một video ngắn nho nhỏ, xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người mùa Giáng sinh thật vui vẻ nha.